nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người dòng hoa cửa có mã là AB14 của HomeKit. Dòng hoa cửa này á thì nó rất là phù hợp lắp cho cửa gỗ tại các chung cư luôn. Không chỉ có thể mở cửa được bằng mật khẩu vân tay thẻ từ mà nó còn có thể liên kết được với điện thoại. Và để liên kết được với điện thoại thì điện thoại của chúng ta chỉ cần có kết nối internet và tải một cái app có tên là Tuya Smart trên cái điện thoại của mình nè. Mình thấy cái tính năng này nó khá là phù hợp đối với những ai mà đang cho thuê nhà hoặc là cho thuê Airbnb, khi mà chúng ta không có mặt thường xuyên tại căn nhà của mình để cho khách thuê nhà, để mở cửa cho khách thuê nhà. Và như mọi người thấy là cái khóa cửa này á, thiết kế giao diện của nó cũng khá là sang trọng nên nó rất là phù hợp để lắp cho các cửa gỗ tại các chung cư cao cấp luôn. Và nó cũng khá là an toàn khi mọi người nhìn thiết kế của nó là có 5 chấu nên thành ra thợ trộm mà muốn bẻ khóa vô nhà thì cũng rất là khó luôn. Và mình nên, nếu như mọi người ai có nhu cầu lắp đặt khóa này cho căn hộ của mình, có thể liên hệ đến HomeKit bằng cách inbox qua fanpage khóa cửa thông minh HomeKit hoặc là truy cập vào website khóa cửa homekit.com nha.